Dâu Chermelech đến từ Alaska, Hoa Kỳ, là một ngư dân lâu năm. Anh ấy đi câu cá hàng ngày trên chiếc thuyền đánh cá của mình. Tuy nhiên, với sự gia tăng các hạn chế đánh bắt cá, anh ấy chỉ có thể câu cá, với mục đích giải tỏa căng thẳng và giết thời gian. Cuối tháng trước, khi đang câu cá ở vùng biển Alaska, anh vô tình câu được một con cá dài khoảng 30cm. Màu sắc của loài cá này rất tươi sáng, nó có nền màu cam đậm với các đốm màu cam sáng, đỏ và xanh lục. Dâu Chermelech đã từng nghe nói về loài cá này, nó có tên là cá đá xanh, Hexagramus lagocephalus, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta được tận mặt trông thấy nó. Từ vẻ ngoài có thể thấy con cá này khá bình thường, tuy nhiên khi mổ con cá ra, dâu Chermelech lại cảm thấy vô cùng bất ngờ, và tự đặt ra những câu hỏi, tại sao thịt con cá này lại có màu xanh sáng? Màu sắc này giống như ai đó đã cố ý nhuộm thịt của nó vậy. Theo nhiều hồ sơ về động vật hoang dã của Hoa Kỳ, cá đá xanh, còn được gọi là Hexagramus lagocephalus, là một loài cá biển vây tia, thường được tìm thấy dọc theo phía bắc bờ biển Thái Bình Dương, từ khu bảo tồn biển bang Point Conception ở California đến biển Bering ở Alaska. Dâu Chermelech cho biết, tôi chưa từng nghe nói cá đá xanh không thể ăn được, nhưng tôi cũng không biết ai đã từng ăn thịt của nó. Nhưng khi dâu Chermelech vừa chiên cá, anh bất ngờ phát hiện ra rằng thịt của con cá có màu xanh lam, sau khi chiên xong đã chuyển sang màu trắng. Và nó có vị rất giống thịt cá hồi thông thường. Sau đó, anh đã đăng toàn bộ đoạn ghi hình lên trang mạng xã hội của mình, và cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên. Loài cá này có các vảy màu sẫm có hoa văn, lốm đốm, có thể có màu từ nâu, đỏ, cam và xanh lục, vì vậy các loài cá có thể hòa trộn với môi trường nhiều đá. Sau khi biết được sự việc này, Cục Thủy sản Alaska đã đưa ra thông báo cho biết, họ tạm thời không thể đưa ra lời khuyên về việc liệu loài cá đá xanh có thể ăn được hay không, vì cơ quan này chưa thu thập thành công đủ số lượng mẫu để xác định hàm lượng thủy ngân trong thịt của nó. Hay nói một cách khác, loài cá này quá hiếm gặp và khó bắt, nên họ chưa thể thu thập đủ thông tin về loài này. Về chất lượng thịt, các chuyên gia cho biết, thịt cá xanh cũng không khác gì so với cá thường cùng loài. Màu xanh này cũng sẽ biến mất khi cá được nấu chín. Trên thực tế, cá đá xanh còn được gọi là cá xanh tua, cá hồi biển, cá hồi tảo bẹ. Chúng được tìm thấy dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, tại vùng biển Bering của Alaska và vào miền nam California, Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có báo cáo về cá dây dài, được tìm thấy ở phía bắc biển Nhật Bản. Theo những thông tin chúng ta biết được ở thời điểm hiện tại, thì tuổi thọ của chúng có thể lên tới 11 năm, và cá thể lớn nhất có thể dài tới 60cm, nặng khoảng 83kg. Chúng có những đốm màu cam đến đỏ ở cả hai bên cơ thể, sọc và đốm sẫm màu trên vây và miệng có màu xanh lam. Tuy nhiên, những màu sắc này có thể thay đổi theo môi trường xung quanh, giống như cách mà loài bạch tuộc thay đổi màu cơ thể để hòa hợp với môi trường. Các nhà khoa học không chắc chắn tại sao cá đá lại có sắc tố xanh lam trong mô của chúng, nhưng họ biết màu sắc đó xảy ra do cá sản sinh ra bilivectanh, một loại mật màu xanh lá cây. Theo nghiên cứu từ Oregon Sea Grant, một tổ chức nghiên cứu biển, loài cá này có chế độ ăn đa dạng và sẽ ăn bất cứ thứ gì nó có thể tìm thấy, bao gồm mọi thứ từ động vật không xương sống như cua, phù du, động vật giáp xác, cho đến cá, trứng và tảo. Cá đá xanh không phải là loài duy nhất có thịt màu xanh lam. Cá linh cót có kích thước cơ thể thường đạt 70cm, thậm chí lên đến 1m cũng là loài có thịt màu xanh lam. Tuy nhiên, các thống kê chỉ ra rằng có khoảng 20% cá thể của loài này sở hữu thịt màu xanh, còn thông thường thịt của linh cót chỉ có màu trắng nhạt. Lý do nằm ở chế độ ăn của chúng thường xuyên ăn các loại thực vật chứa nhiều diệp lục. Cá đá xanh rất hiếm, nhưng điều này không phải vì chúng có nguy cơ tuyệt chủng, mà trên thực tế, các nhà khoa học không thể ước tính số lượng của chúng ở bên ngoài tự nhiên là bao nhiêu. Ngoài ra, lý do khiến chúng hiếm gặp là do kỹ năng ngụy trang tuyệt vời và thói quen sống thận trọng của loài cá này. Môi trường sống của cá đá xanh thường là ở các bãi rong và các bãi đá ngoài khơi. Những khu vực này có địa hình phức tạp, nhiều khoảng trống nên rất khó tìm thấy chúng khi ẩn náu trong đó. Hơn nữa, cá đá xanh sẽ thay đổi màu sắc theo môi trường tự nhiên, chúng không bám vào một khu vực mà sẽ di chuyển nơi cư trú tùy theo tình hình. Ví dụ, khi nhìn thấy những động vật lớn như con người, chúng sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Loài cá này không phải là loài sống theo bầy đàn mà sống đơn độc, điều này làm tăng thêm khó khăn trong việc tìm kiếm chúng. Vì vậy, chúng rất bí ẩn và khó nắm bắt đối với các nhà nghiên cứu, thợ lặn và ngư dân. Theo Phụ Nữ Số, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.